Hà Nội đã vào thu và trong tiết trời se se lạnh như thế này, nếu được thưởng thức một chiếc bánh gối nóng hổi, thơm giòn thì có lẽ không gì tuyệt vời hơn. Hôm nay tôi cùng các bạn sẽ khám phá điều tuyệt vời này. This one is free, yeah? And another. Ngon quá, tôi phải thử luôn thôi. Chị ơi cho em suất bánh gối với ạ. Wow. Em ăn nhá. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Thật là ngon. Tôi ăn một mạch hết 3 cái. Nhân bánh thì một lần tôi có thể làm được. Nhưng vỏ bánh thì rất là giòn và mỏng, không cứng và dày như ở nơi khác. Chắc chị chủ quán có bí quyết gì đây, tôi phải ra hỏi mới được. Chị em thấy vỏ bánh nhà mình rất giòn, mỏng và ngon. Chị mua đâu vậy ạ? Nhà chị tự làm đấy. Nhà mình tự làm à? Chị có thể dạy em được không ạ? Được. Nguyên liệu của nó gồm những gì hả chị? Có bột mì thôi em ạ. Chỉ bột mì thôi ạ. Bột mì với cả nước. Mình cứ cho nước từ từ. Đúng. Đến khi nào mà mình bóp cho bột như thế nào ạ? Cho nó dính vào với nhau, nó có độ kết, liên kết vào với nhau. Em cảm giác như nó hơi khô, nó chưa được dính vào nhau lắm. Một lát nữa mình còn thấu cơ em ạ. Rồi em thấy dẻo rồi. Vâng, rất đẹp, mịn. Và cái công đoạn mà nhào trộn như thế này ấy, thì em cảm nhận là bột nó cũng thấm nước ra luôn, chứ nó cũng không cần phải để hồi như thế kia, mà tự cái nước nó sẽ đều luôn. Được rồi đấy ạ? Ừ, được rồi đây. Bây giờ sao mình không duỗi thẳng cả miếng bột ra, mình lại gập vào như thế ạ? Để nó có cái độ dày của bánh. Ở đây là chị cắt cái này ra, sau đó để chị chia từng chiếc một ạ. À, để chia từng chiếc một cho nó đều đấy ạ. Đấy là vỏ của một chiếc một đấy. Em không biết vặt đâu, như thế hỏng rồi. Thế hỏng ạ? Ừ, nó bị bé ít quá. Ít quá dạ. Ít quá cũng không được, mà nhiều quá thì lại bị nhiều vía quá. Đây à, em nhìn chị nhé. Hóa ra là bốn ngón tay phải siết vào. Chứ bình thường nếu như cầm này không kéo ra nổi. Chị ơi trộn đều lên thôi chị. Ừ, chị cần thấy được. Thế thôi thì bây giờ cho vào đây. Cái máy bên này khác cái máy bên này ở điểm nào hả chị? Cái này sẽ làm ra, cái này là thấu bột, cái này làm ra vỏ bánh. Em cứ nghĩ là cái vỏ bánh gối này nó phải hình tròn cơ. Từ từ đã em, còn một công đoạn nữa mà. À, vậy là bây giờ mình sẽ cán thành tròn à, một cách rất đơn giản. Đó là từ những cái hình bầu dục như thế này. Mình lại đặt nó ngang xuống. Và để cái máy nó cán cho cái chiều dài của cái chiều ngang nó sẽ rộng ra. Và như thế thì nó sẽ thành một cái hình tròn xem xem như thế này. Em ơi, xong rồi nhá. Ô, chị ơi, thế xong rồi hả chị? Ừ, như thế này là xong rồi đây. Em nhìn thấy không? Từng cái vỏ bánh này tơi này ngon. Nhưng mà em ăn bánh thấy cái vỏ bánh của mình nó rất là vàng, màu nó vàng rộm lên. Và đặc biệt là rất là giòn, mỏng. Được. Thế mà mình không cho cái gì cả, chỉ có bột mì nước mà bây giờ đã xong rồi. Rồi, sao bây giờ mời em ra xem chị gói xong rồi cho em ra chiên xong ăn thử luôn. Nhưng mà chị ơi, bình thường ra em hỏi một số nơi ấy, tức là cũng bánh gối đấy chị. Thì người ta bảo là trong bánh gối của người ta thì có nào là trứng này, dầu ăn này, muối này. Trứng để cho vào đâu? Trong vỏ bánh ấy ạ. Rồi nào là bột nở. Thì em nghĩ là nó phải có nhiều thành phần như thế. Em lại không nghĩ là nó lại chỉ có mỗi bột mì và nước như thế này. Em đã bắt đầu thấy nó vàng vàng lên rồi đấy chị ạ. Chị ơi để em pha cho. Không à? Em không pha được bởi vì nước chấm của nhà chị đã không dùng một nước mắm. Lạ nhờ. Muối, đường và giấm vậy thôi. Bây giờ đã được chưa ạ? Chị để em thử xem. Đấy là mấy ạ? Ô, vừa luôn rồi chị ạ. À. Cái vị chua, mặn và ngọt rất là vừa. Rồi, đã xong. Và bây giờ thì em có thể bưng đi cho khách được rồi. Mấy bánh rán em nhỉ? 5 bánh rán à? Em ơi, bánh của mình này. Rồi. 3 suất bánh gối em về à? Ngày hôm nay tôi không những học được bí quyết làm bánh gối, mà còn được chị chủ quán khen là có duyên bán hàng nữa. Thảo nào mà tôi thấy quán mà đông khách hẳn ra. Tôi đang nghĩ tới việc mở một cửa hàng bán món gì đó. Nhưng chắc chắn không phải là bánh gối. Vì làm sao tôi cạnh tranh được với chị Oanh chứ?